Máy nó kêu như 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 nhạc rồi các bạn ạ. Cái này phải thay hơi thôi, thay hơi thôi nhá. Thay hơi thôi, nó khói quá rồi đi yếu. Mặc dù ga nó còn mảnh mảnh một tí ấy, nhưng mà thôi cái này thay hơi thôi. Ga không bốc nữa rồi. Đây là xích cam nó đấy. Xích cam này các bạn. Đây là một là thay hơi này. Xích cam. Hai xích cam này. Thứ ba đấy là hàn lại khung kia nó bị gãy đúng không? Một đọt nhớt. Đấy, một đọt nhớt nữa. Cái này hơi 107 các bạn ạ. Đi lên dốc thì nó quá yếu các bạn ạ. Mà khói trắng mù mịt đấy, như vừa nãy nổ thì khói trắng lắm các bạn ạ. Nó yếu. Nó khói trắng thế là nó ăn nhớt đấy. Là xách mang nó mòn rồi. Nó hơi nó rỗng to rồi. Đây này, bên cổ bên ống xả nó ướt, nó đen như thế này là tức là nó ăn nhớt đấy nhá. Đấy. Này nó hao nhớt lắm, một lọ nhớt mình thay vào chả mấy chốc lại hết đấy. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành thay hơi vào nhá. Rồi để tháo được cái hơi của con xe này mình sẽ tháo cái cổ vô này ra trước. Lần trước mình đã có một video hướng dẫn thay hơi nhưng mà chưa chi tiết cho lắm. Bây giờ hôm nay mình sẽ làm chi tiết hơn nhé. Đầu tiên các bạn hãy tháo ốc dưới ống xả trước. Giờ các bạn hãy lấy ốc 10 ở chỗ cổ hút vào. Đấy, bây giờ ốc 10 đang trần gen không tháo được nhá. Các bạn có thể là dùng khẩu 10 hoặc là dùng tô bít này đóng vào cạnh này. Đấy, bây giờ nó tháo ra dễ dàng rồi các bạn. Bây giờ các bạn hãy lấy tô bít, lấy cà lê vặn nhá. Nếu mà nó trần các bạn cứ cố tháo bằng cà lê thì nó lâu lắm. Giờ các bạn sang bên kia nới hết ốc ra. Các bạn phải hạ xích cam trước. Hạ xích cam rồi các bạn hãy nới các ốc này ra rồi đôi dàn hơi ra nhá. Kiểm tra hay khao để nhớ đặn vần. Xong xong phí rồi. Rồi cái kỉnh pu ăn đi ăn. Bò này. Đây. Đây là nó ăn nhất là hiện tượng có màng bám nhiều đấy nhá. Đấy. Nó mới khói trắng. Rồi. Này dòng quy lát này toàn nhớt bám này. Như thế này đi rất là yếu các bạn ạ, vừa hao nhớt nữa. Đây ạc rô của nó này. Đây anh em này, quả này. Nó đen nó xước rồi này. Giờ các bạn tháo phanh ác rồi nhá. Cái gì mà mình phải giảm này, cái khai phải cơ, lâm hùa cái. Đấy mình đã tháo ra rồi. Đây con đan này cũng mòn này, hay còn gọi là bánh trung gian đấy các bạn. Đấy nó không có cạnh rồi. Là như thế này các bạn cũng phải thay nha. Rồi bây giờ mình đã tháo vượng con nổ ra rồi. Để tháo được cái xích cam này này. Nếu mà các bạn tháo ra mà không tháo được ốc vô lăng này, ốc 14 vô lăng này, tháo chặt quá thì các bạn hãy nối nha. Nối như mình cắt xích,
cắt xích to này nối vào là cũng được. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà nối mà không chuẩn thì về sau nó sẽ tuột, là nó sẽ đứt. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tháo cái ốc vô lăng này thử xem, mình sẽ không cắt nối nữa. Nếu mà trường hợp mà không tháo được thì các bạn đừng có cố nữa. Nếu mà các bạn cố nó đứt ốc này là mình đền oan trục cơ đấy. Bây giờ các bạn hãy cho một mẩu ốc cái gì đó để mình chèn vào cái chỗ đây này, vào ốc của vô lăng này. Đấy, bây giờ các bạn hãy cho xuống. Đấy, các bạn chống như thế này nhá. Rồi các bạn dùng khẩu 14 các bạn. Đấy, bây giờ mình tháo được rồi. Tháo được các bạn hãy đừng có từ từ, các bạn đừng có rút ốc ra nhá. Các bạn hãy để nó bằng cái trục vô lăng này. Bây giờ mình cho vam vào. Nếu mà mình rút ốc ra thì đúc mình cho vam vào, vam mạnh thì cứ đầu ốc này nó tòe thì mình vặn ốc vào lại không vào nữa. Mình bắt buộc mình phải giữ lại ốc này để nó giữ được cái đầu này nó không bị tòe nhá. Bây giờ mình đã cho vam rồi các bạn hãy vừa vặn ra nhá. Rồi bây giờ các bạn vam mạnh mà vẫn không ra thì các bạn hãy cho một đoạn gỗ đóng vào đây nhá. Và nó sẽ ra. Đấy, bây giờ các bạn hãy cho đoạn gỗ vào đóng nha. Đấy, bây giờ nó ra rồi các bạn ạ. Bây giờ các bạn nới ra. Bây giờ các bạn lại vặn ốc ra. Đấy, để mình giữ lấy lò gen nữa. Đấy, bây giờ mình giữ lấy lò gen này vặn ra thoải mái. Nếu mà các bạn rút ra mà cho như thế này vào luôn ấy, cho vam vào luôn là đầu này nó tòe, mình không vặn ốc được là tai hại đấy. Đấy, cái xích đề còn ngon. Bây giờ các bạn tiếp tháo mặt tròn ra. Khi các bạn tháo ốc này các bạn hãy vừa ấn vào và vừa đóng nhá. Nếu mà các bạn giữ tự nhiên các bạn nó hay trượt lên đấy, các bạn vừa ấn vào là các bạn bảy tô bít nhá. Đấy, nó sẽ dễ hơn. Giờ để tháo được cái mặt tròn các bạn hãy dùng kìm chết nhá. Đấy, cắp vào đây. Rồi các bạn lấy tô bít ấn vào nhá. Đấy, nó sẽ ra. Bây giờ các bạn dùng cà lê 14 này nới ốc tăng cam ở dưới ra. Giờ nó hay kêu xích cam thì các bạn cũng kiểm tra tổng cam này nhá. Đấy, kiểm tra tổng cam này. Cái cao su này vẫn dùng được mình. Bây giờ nó đang hướng như thế này, các bạn hãy xoay như này nhá. Bây giờ các bạn hãy lau thật sạch vào. Các bạn hãy thổi thử nhá, các bạn thổi từ các bạn hãy nhìn mình thổi nhá. Đấy, như này tổng cam còn tốt nhá. Chứng tỏ là xích cam này nó trùng rồi. Còn nếu mà mình thổi như này cảm thấy hơi nó xì mà biên bi này nó rơi ra. Biên bi rơi ra và nó bự ở trong là tổng cam này đã hỏng. Nhưng mà trường hợp này tổng cam vẫn dùng lại nhá. Rồi. À, nguyên nhân là nó tại xích cam này nó hỏng rồi. Nó trùng rồi. Đấy. Cái con lăn cam này nó cũng bị hỏng rồi này. Đấy. Cái này cũng phải thay nhá. Nếu muốn máy êm thì thay nhiều thứ lắm con này, nhưng mà thường dân mình thì cứ thay cái nào khắc phục được thì cứ thay trước đã. Còn thay trục cơ trục nắm đúc chưa thay vào cũng thế thôi mà, xe cũ rồi. Đấy, xích cam. Bây giờ mình sẽ thay xích cam mới vào nhá.